À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính bạch Tân Thượng Tọa, Thượng Chủ, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay thì khi đọc cái phẩm Hiện Bảo Tháp, lòng chúng tôi rất là vui mà ước ao rằng đại chúng tinh tấn cho tới cái ngày mà tôi về cùng quý vị chia sẻ cái phẩm này. Bây giờ thì mình mới học tới cái phẩm Pháp Thành Dụ, nhưng mà tuần này thì mình nghỉ một tuần để mình học về cái luật, cho nên là thôi tuần sau cầm tiếp tới phẩm Pháp Thành Dụ này. Toàn bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm, nhưng mà phẩm thứ 11 là duy nhất, một phẩm duy nhất để nói lên cái thị tri kiến Phật. Còn từ phẩm 1 tới phẩm 10 là khai tri kiến Phật, duy nhất chỉ có phẩm 11 là thị tri kiến Phật, đó là chỉ bài cho thấy rõ cái Phật tri kiến của chúng ta. Mà muốn chỉ bài thấy rõ cái Phật tri kiến á, thì theo như tổ sư Trí Giả Đại Sư phân tích đó là gọi là hiển khai quyền để hiển thật, hay là khai tích thùy bổn, hay là khai bổn thùy tích, có nghĩa là chỉ cái gốc để mà hiển và lộ cái sự việc ngày hôm nay. Mà cái gốc đó là Phật Đa Bảo, xưa kia như vậy là Phật, không phải riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tại, mà từ xa xưa đã có Phật Đa Bảo, đó là cái gốc, đó là quá khứ, hay là nói chung là cái ban đầu. Mà để nói muốn chỉ cái hiện tại của Thích Ca Mâu Ni Phật thì phải chỉ cho ra được cái gốc ban đầu. Cho nên đối với vị nhớ, nếu bộ kinh Pháp Hoa mà không có phẩm thị Phật tri kiến này hay là Hiện Bảo Tháp này thì cái kinh này không có lý để nói. Cho nên một phẩm duy nhất thôi, nhưng mà gọi là khai quyền hiển thật. Khai cái quyền nghĩa để nói lên cái thật nghĩa, khai tích thùy bổn, hay là khai bổn thùy tích cũng như vậy. Hay lắm. Mà cho tôi là phàm tăng có một cái điều để nhớ lại, đó là khi mà chúng tôi luận giải cái phẩm Hiện Bảo Tháp này, lúc đó tôi còn ở chùa Phật Quang, mà trong những lúc này thì cô chủ chùa cổ đang coi như là yếu dần hấp hối, mà lúc đó tôi chỉ đem hết cái tâm cầu nguyện lòng thành của mình tri ân cái người đã mời mình ở đó, và vừa như vậy mà vừa để đem cái tâm dịch giải kinh sách. Cho nên cái phẩm Hiện Bảo Tháp này là lúc thời mà nó thanh tịnh nhất. Thì vậy mà khi đọc cái phẩm này, cái tự nhiên cái nó sao xuyến, nó có một cái gì đó để mà mình nhớ lại cái cuộc đời, cái sự việc hành đạo của mình trong một cái giai đoạn. Và đồng thời trong kinh, trong cái phẩm Hiện Bảo Tháp này có một cái câu mà tôi lại nhớ một cái điều mà tôi được học với các tôn túc dạy, đó là cái chỗ mà hồi nãy quý vị đọc có nhớ không? Nên nếu có một người nào đó nắm hư không mà đi dạo quanh trong thế giới mà cũng chưa lấy làm khó, mà hiểu được Phật Pháp, hiểu được nghĩa của chân thật của Phật, của lời của Như Lai Thế Tôn, là hiểu được cái đạo giáo mới thật là khó. Vì vậy mà Tổ Thiên Thai Trí Giả Đại Sư mới nói gì? Tổ nói rằng nếu chúng ta không có hiển đạo, không có hiểu đạo, thì khác nào lấy cái lông rùa mà cuộc gió ở ngọn cây, lấy cái sừng thỏ mà kiều canh đáy nước. Từ cái chỗ đó mà sau này rồi một số nhà nho họ mới mượn, họ mới dịch lại, họ mới diễn dịch lại hai cái câu của họ, đó là đại đạo quảng khai, thấu giác khiêu đàm để nguyệt, thiền gia giáo dưỡng quy mau phượt thọ đầu phong. Có nhiều người họ xưng cái đạo của họ là lớn, đó là họ là rộng, nhưng mà coi chừng, ý cái câu đó, coi chừng đại đạo quảng khai, thố giác phiêu đàm để nguyệt. Anh mà anh nói đạo anh là lớn, đạo anh là rộng, nhưng mà anh không có tường lý đạo, thì khác nào anh lấy cái sừng thỏ là thố giác mà anh khiều trăng cái đáy nước.
Cái câu này nếu mà quý vị mà không có cái tinh thần chủng tính là từ nghe không hiểu chứ. Vì sao tự nhiên sự thở đâu mà có mà hiểu? Ở trên đời này người ta nói không bao giờ có sự việc gọi là lông rùa sừng thỏ, phải không? Nhưng mà mình nhiều khi mình đến với đạo mà mình không hiểu được cái lý đạo thì là vậy đó. Thành ra mình đi trăm năm, Đức Phật đã trăm năm mà làm cho người này mà không biết đạo thì thua một chúng sanh trong một giờ một ngày mà tỏ đạo. Cho nên đại đạo quảng khai thấu giác khiêu đàm lễ nguyện, sừng thỏ đã không có mà trăng ở dưới nước nữa thì làm gì có, quý vị thấy không? Đó. Rồi thiền gia giáo dưỡng, nhiều khi mình thấy cái cửa chùa rộng mở, nào là thiền viện, nào là tự viện, nào là tịnh xá, nào là tòng lâm, nào là niệm Phật đường, nào là tịnh thất, nào là đủ thứ gì hết. Nhưng mà coi chừng nghe, coi chừng mà cách giáo dạy sao không biết, mà không khéo thì nó giống như cái lông rùa cuột gió ở ngọn cây vậy. Quý vị thấy cái điều không có, thấy không? Lông rùa không có, không bao giờ có, mà gió làm sao cuột được nữa. Cho nên cái câu mà thấm thía ghê lắm, thấm thía mà tự nhiên đọc cái này tôi không đọc mà tôi nghe quý vị đọc mà tôi cảm cho nó. Đức Phật nói là gì? Có giả sử có người nào đó nắm hư không đi chơi trong pháp giới, cái hư không làm sao mà nắm? Hư không là không thể nào nắm, đã nói gọi là hư không rồi mà giả sử có làm được điều đó đi chăng nữa đó, nhưng cũng chưa lấy là khó. Mà hiểu được đạo pháp mới thật là khó, thì thấy không? Hiểu được cái hiện bảo pháp này mới là điều khó. Còn quý vị cứ ngồi tưởng tượng, hồi xưa đọc kinh là mình tưởng không à, tưởng coi như là tự nhiên là có ông Phật ngồi trong cái tháp đó, rồi bề rộng là 250 do tình, bề cao 500 do tình, từ đất giọt lên, rồi cái giọt lên vậy mà cũng không chịu chui ra khỏi tháp nữa. Trời Đức Như Lai Thế Tôn phải dùng thần lực gom hết chư Phật trong mười phương lại, gom lại xong cái chư Phật Bồ Tát về đông quá không có chỗ ngồi, không có chỗ ngồi, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni phải kéo hết trời người bay trên hư không, trụ trên hư không. Tôi hỏi quý vị, cỡ quý vị mà bay lên cái đất xuống đó vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni làm được mà mình tưởng Đức Phật làm được điều đó là mình phỉ báng Phật đó. Mình tưởng tượng cái quá sự thật như vậy là phỉ báng Phật. Nhưng mà cái câu nói này là cái gì? Là Đức Thích Ca gom đại chúng trụ trên hư không. Khi nào cái tâm chúng ta trụ được trên hư không thì lúc đó chúng ta mới hiển bày cái tri kiến Phật. Lúc bây giờ khi đại chúng đầy đủ ngồi trên hư không, ngồi chặt nít trên đơn ngồi đó thì bắt đầu tháp Phật Đa Bảo có nhúc nhích chơi đã không? Chơi kiểu gì kỳ vậy không? Cái nhúc nhích muốn ra. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ lấy một ngón tay phải rồi quèo một cái tháp nó bật ra cái rầm. Trọng đọc kinh Pháp Hoa nghe kể ến thấy màu gặp lúc này quảng hồn chạy hết chứ sao dám màu. Đó mà mình nghe vậy mình tưởng như là linh thiêng lắm. Đó mình hiểu như vậy thì nó không phải là tội lỗi gì, nhưng mà tội cho cái Phật giáo của mình. Thành ra cái người không biết họ phỉ báng. Họ nói kinh đại thừa nói cái chuyện trời đất không à, nói chuyện đâu đâu không. Họ không biết họ phỉ báng cũng không phải là sai. Nhưng mà cái tội cho chúng ta là người đệ tử Phật giáo đại thừa mà ráng làm sao cho biết nha. Đó, cái ý của tôi muốn nói điều đó. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy ngón tay phải, tất cả các việc làm của đạo Phật phải quy về với thiện pháp. Mà nếu quy về thiện pháp thì khó khăn nào nó cũng mở bài được hết. Quý vị hiểu không? Còn mà nếu không quy về thiện pháp mà cứ đi theo con đường ác pháp không mà đi ngược không á, thì làm sao bao giờ mà nó thành suối. Đi đường ác cũng như đi đường ngược, đi đường đèo. Còn đi thiện cũng như đi đường thẳng, đi đường có đầy đủ những cái sang trọng vinh hoa, phú quý, an lành, tự tại. Cho nên cái tâm mà thiện thì không hề lo sợ, không hề nghĩ ngợi, không hề hãi hùng. Còn mà cái tâm ác thì thấy chập chờn lo sợ ngày đêm. Cho nên từ đây khi mà tôi suy nghĩ đến tôi giảng á, thì tôi mới suy nghĩ nè, sở dĩ mình mà cứ nói hại nhau như vậy là từ đâu? Cuối cùng từ cái lòng tham. Thì thôi tối nay tôi xin phép để chia sẻ đại chúng hai cái giới còn lại. Hai giới còn lại mà hôm rồi ta học với có giới thứ ba. Mà cái giới thứ ba đó thì tôi có kể cho quý vị nghe câu chuyện của ông Tu Đề Đa, không nói tới đó nữa, nói quý vị cười.
Bây giờ tôi thì đất tới đèn, bọn tôi đèn ra sau khi ấy ấy với bà vợ cũ, bà vợ rồi đó thì có đứa con. Rồi đứa con sau này cũng đi tu luôn nha. Cho nên khi đứa con ra đời thì ông tôi đề nào mới đặt cho tên con mình là Chủng Tử. Cho nên sau này cái mấy ông thầy đi tu á, mà đổi thầy nào mà họ thời xưa á, họ thời mà khó khăn á, thì mấy thầy đi tu thì có gia đình thì có con mới đặt đó là chỉ đó là Chủng Tử của ông thầy, là biết đó là con của ông thầy, nghĩa là Chủng Tử. Đó thành ra bây giờ á, mình ở Hoa Kỳ mình có một vị hòa thượng cũng giống cái tâm tưởng đó, cho nên có đệ tử mới đặt Chủng Hạnh. Nhưng mà không biết con này con gì thì mình không biết, có khi con trong tư tưởng cũng có hay con gì thì mình không biết, nhưng mà cũng từ cái câu đó thôi tôi tìm ra hết trơn, con dòng kệ không có dòng nào Chủng hết trơn á. Nhưng mà tôi mới khi hiểu tới đây thì tôi mới hiểu tại sao vị tôn tốt này đặt đệ tử Chủng này Chủng kia, thì cũng từ cái ông Chủng Tử đó. Thì bây giờ hôm nay học giới thứ tư là giới nói dối. Sở dĩ giới nói dối mà có đó là cũng duyên khởi ban đầu từ ở nơi thành từ Xá Ly, nơi dòng sông Di Hầu. Ở nơi dòng sông Di Hầu thì cái năm đó bị thất mùa, bởi vì quý vị biết là cái thành từ Xá Ly, dòng sông Di Hầu là cái gần nơi biển. Cái dòng sông Di Hầu là một dòng sông nhỏ của cái dòng sông lớn tên là Thắng Vệ. Mà dòng sông Di Hầu này là một cái cửa giống như một con rạch nhỏ. Thì năm đó bị thất mùa, dòng sông Thắng Vệ thì bị sóng to gió lớn không đi ra đánh bắt được. Còn sông Di Hầu thì xung quanh thì lại nó nửa mặn nửa ngọt, cho nên lúa rồi nó thất mùa. Bây giờ mấy thầy tỳ kheo mới rủ nhau thôi, bây giờ mình kéo về một cái làng nọ có nhiều thí chủ giàu có để mà sống, để mà tu trong 3 tháng an cư này. Thì 3 tháng an cư này thì ở một chỗ, mà nếu ở một chỗ mà gặp chỗ nào nghèo quá làm sao mà sống nổi, cho nên mới rủ nhau đi tới một cái xóm làng, cái xóm giàu có nọ để mà tu, để mà an cư nhập hạ. Thì sau khi mùa an cư xong, tất cả chư tăng tự tứ cũng như là quay trở về tinh xá để trình diện Đức Phật, để nói lên cái sự vui mừng của mình sau những tháng an cư. Thì bây giờ thì nhìn thấy mấy ông tỳ kheo mà như ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Há Lệ Phất, ngài Mục Kiền Liên, sao ông nào ông ấy đã là thánh không mà sao toàn là ốm o gầy mò. Còn ngược lại có mấy ông thầy này sao ông nào ông ấy mà u nu. Thì Phật mới hỏi ủa mấy ông an cư cái cách gì nào, có cái pháp gì mà sao ông nào ông ấy nó to nó béo quá vậy. Thì mấy ông thầy mới nói giờ bạch Thế Tôn, con biết năm nay là thất mùa, cho nên tụi con mới rủ nhau tới một cái khu vực, khu nhà giàu nào đó. Rồi cái con mới chỉ, con mới giao nhiệm vụ với nhau, ví dụ như anh này chỉ anh kia là chứng đắc rồi, ông nọ nói ông nọ là chứng đắc rồi, cứ truyền với nhau mà thông tin cái tin này lên, thông tri cái tin này lên, cứ hô hào là ông thiện sĩ bữa nay là chứng A La Hán rồi, ông thiện sĩ thì khen Nguyên Niệm bữa nay là chứng A La Hán rồi, Nguyên Niệm thì khen ông thiện giác hôm nay chứng A La Hán rồi, cứ gì đưa nhau, ông này đưa ông kia đưa vậy, cho nên tín đồ nó nghe nó mừng quá. Bởi vì trên đời này gặp một vị A La Hán không phải chuyện dễ, mà mấy thầy đệ tử Phật thì ta tin tưởng là đâu có nói láo, cho nên mình quá bao nhiêu của cải đem cúng đem nôn mấy ông thầy, cho nên mấy ông thầy 3 tháng xong ông nào ông ấy béo phì ra luôn. Thế thì Phật mới rầy, Phật có nói đây là một cái tội lớn, một tội đại vọng ngữ. Mình chưa chứng mà nói đã chứng, mình chưa ngộ mà nói đã ngộ, mình chưa đắc mà nói đã đắc, như vậy là một đại vọng ngữ. Cho nên Phật mới chỉ cái giới nói dối. Đó là nói về tỳ kheo. Cho nên tỳ kheo á thì tăng hay ni cũng vậy, cái giới nói dối thì gọi là đại vọng ngữ, có nghĩa là tự xưng mình chứng thánh. Ở đây là một cái giới mà cái giới này không tha thứ được, cho nên một vị thầy nào mà tự xưng mình chứng thánh không tha thứ được. Vì vậy mà bây giờ ngày nay nhiều thầy họ lên tiếng ở chỗ này nè, không biết rằng bên Tây Tạng họ tu cái kiểu gì, họ theo cái giới luật gì không biết nữa, mà ông nào ông ấy cũng xưng Pháp Vương không à. Mà Pháp Vương á là cái ngôi vị này quý vị biết để dành cho ai? Bây giờ mình công tâm mà nói, quý vị biết để dành cho ai? Để dành cho Phật. Vậy mà các vị này xưng tự xưng mình là Pháp Vương, rồi ông thì tái sanh ông Pháp Vương, ông Phật sống. Cho nên hiện bây giờ nhiều vị tôn tốt nhiều nước, tôi thấy trên mạng là đang comment cái chỗ này, đang comment cái chỗ này.
Tại sao mình xưng mình như vậy? Thành ra có phải thật giáo Tây Tạng vượt ngoài các luật tạng của Phật hay không? Mà trong luật tạng thì đã nói như vậy, làm xưng như vậy cho nên Phật tử mình đây nó mê mờ lắm. Nó nghe ông nào xưng Pháp Vua là nó lại chết sống, nó đút cái đầu vô cho nó hứng cái nước rãi mà tôi biết nước gì mà tôi thường ngạo đó. Thành ra đó là ngu si, đó là si mê đần độn. Nhưng mà cái tâm lý Phật tử bây giờ anh nghe xưng vậy nó phái à. Xin Pháp Vương, xin này kia, cái đút đầu vô cho rồi đeo cái dây thằng lỏng đó, cái dây thắt cổ để dành thắt cổ vậy mà cứ tròn cái đầu vô để đeo sợi dây để dành nó móc thắt cổ hay gì đó chưa biết. Em có những cái gì cho nên đó là một si mê, đó là phá cái chánh pháp của Phật. Và tôi nói thì Đại Phật Tiên Vương nói thẳng, cho nên đó Đức Phật mới cấm tất cả các thầy không được tự xưng mình chứng thánh, dầu mình có chứng đi nữa cũng không được nói là mình chứng. Đó là một việc nó còn nó từ cái lớn như vậy bắt đầu nó phai lao ra cái nhỏ mà tới các Phật tử là giới nói dối đây. Phật cái nói dối nó có bốn: nói dối đó là như vợ, nó lưỡi đôi chiều, nó lời hung ác. Còn tại vì thời Phật á là có ông Sa Di Thiện Tinh, sau khi được thọ tỳ kheo rồi đó thì quậy cái bằng quậy nát trời giống địa. Mà nói thật ra Thiện Tinh là ai quý vị biết không? Là con máu mủ của Thái tử Tất Đạt Đa đó, mà nói nôm na nó thẳng thừng là con của Phật đó, mà quậy Phật. Trong khi La Hầu La là mặc hạnh tu, còn Thiện Tinh thì kheo là quậy. Ai mà tôn trọng Đức Phật thì ổng nhà bán nó ôm ra đó, tôn trọng gì, bỏ vợ bỏ con bỏ hoàng cung đi tu. Phật ở chỗ này thì ổng chỉ chỗ kia, cho nên các thí chủ họ đi họ tìm Phật, họ thăm viếng hoặc não được. Ví dụ Phật ở chỗ Linh Thú Sơn thì ổng chỉ đang ở Kỳ Viên Tịnh Xá thì ổng chỉ đang ở nước Ma Kỳ Đà, không cứ chỉ như vậy mà người ta đi tìm mà không gặp. Làm người ta cơ hiền, người ta đánh giá rất là nặng nề cái Phật Đức Phật thời đó. Tại sao Phật dung dưỡng một vị tỳ kheo mà trong khi đó là con nhục thân của Thái tử Tất Đạt Đa hay nói chung là của Phật, mà tại sao Phật dung dưỡng như vậy? Rồi quý vị biết đó, thì bắt đầu Phật thật sự ra đó, nếu mà nói thiệt ra chắc Phật cũng khổ sầu lắm chứ không xứng hết gì. Nhưng mà may thay là Phật đã giác ngộ thì Phật đâu có còn cái riêng tư, nhưng mà Phật phải dùng phương tiện để độ. Một ngày đó Phật mới nói, nếu Thiện Tinh tỳ kheo mà ta không để nó ở lại cái chỗ này, nó làm tăng nó tu, mà nó không đi tu, nó không nhập tăng đoàn nó tu, nó ở ngoài đời nó lên làm vua ai chịu nổi. Cho nên cái chỗ này quý vị mới thấy là cái trí tuệ của Đức Phật nha. Hiểu chỗ này là mình mới thương kính Đức Phật. Bởi vì tại vì Phật đã đi tu rồi, La Hầu La đã đi rồi, thì còn lại một người duy nhất thì Thiện Tinh đó, mà nếu ông không đi tu thì ông nên ngôi. Cái thế cái ngôi vị của dòng Tịnh Phạn chứ. Mà nếu ông Phật mà không về biết ông này là ác nghiệp đó, nhưng mà không dẫn nó đi tu thì nó lên ngon, nó phá gia chi tử, nó phá quốc, nó làm cho dân tình quan quốc ai chịu nổi, thấy không? Cho nên cái chỗ này thì bắt đầu nhiều người họ mới hiểu ra họ không có cơ hiền Đức Phật nữa. Chứ ban đầu nhiều người họ cũng phiền, họ nói chắc là Phật cũng còn cái máu mủ gì đó, cho nên Phật không tống cổ ra khỏi tăng đoàn. Mà tại sao Phật để trong tăng đoàn để mà nói nhà nói láo, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, đủ thứ cái điều phỉ báng Đức Phật? Mà người là chủng tử của Phật mà phỉ báng Phật thì quý vị nghĩ là sao? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, đến ngày hôm nay mình nó không có cà ram nào với Phật hết trơn á. Hồi xưa cái người hại Phật là ai? Đề Bà Đạt Đa là nhà chúa nhà bác với Phật đó. Rồi cái người thứ hai là con của Phật chứ không phải ai sao lạ đâu, quý vị thấy không? Cho nên ngày nay mình hại cái gì cái là mình than mình khổ, chứ mình xét lại á, khi tôi xét lại á, mình không có cà ram nào với Phật hết trơn á. Phật còn trăm ngàn cái sự khó khăn để mà giải quyết cái tăng đoàn, giải quyết cái công việc thời bấy giờ. Quý vị hiểu như vậy để chi? Quý vị có thấy học giáo pháp rồi tìm hiểu lịch sử Đức Phật, nó ở trong luật tạng rất là hay đó, tôi trả lại. Nhưng mà tới một ngày đó thì Thiện Tinh phải đọa A Tỳ, bởi vì nó láo quá cho nên nghiệp nó tới đọa A Tỳ, cho nên cái đầu là nhất, nó đau nhất, giống như Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, cũng phải vô chúa vô địa ngục đó. Nhưng mà Phật cũng thương, Phật quá độ. Cho tới ngày đó thì sao? Phật cái đi tới chỗ ổng, Phật mới kêu vinh cái thao nước cho Phật lễ chinh.
xong rửa chân xong rồi Phật mới hỏi này thiện tin, sau khi ta rửa chân cái thau nước đâu nó dơ ông làm cái gì? Thì ông nói dạ Bạch Thế Tôn, dạ, thau nước dơ thì xin đổ. Thì Phật cũng nói, Phật nói đúng như vậy, tâm chúng ta dơ thì cũng phải bỏ đi. Ở vì thế một câu như vậy thì người ta lại thay đổi, còn mình bây giờ mình nghe hết ngày này tới ngày nọ mà thay không được, đổi không được, phải không? Đó, đúng như vậy, thao nước dơ thì phải vứt nó đi, thì tâm dơ cũng phải thay đổi, cũng phải bỏ nó đi. Thì những cái chuyện xấu xa, những chuyện nói láo, nói sượt của ông phải bỏ nó đi. Đó, như vậy thì như vậy thì ông mới xứng đáng để cho người ta kính trọng, xứng đáng mà tỏ ơn của Đạt Na Tín Thí, xứng đáng làm một chúng trung tôn. Thì bây giờ thiện tin cũng có phần ăn năn. Thì đó các vị tự tìm hiểu thêm về cái giới á, từ cái giới nói dối này mà Phật mới rầy một câu mà bây giờ là tôi nói đây nè. Quý vị đừng có nói là thầy cái gì thì cũng lo với thầy đã nói tội nghiệp cho thầy lắm nha. Tại sở dĩ Phật lúc bây giờ phải mượn người đảnh chư tăng qua Phật này. Phật nói trên cuộc đời này có năm hạng giặc, năm hạng đại tặc mà người đời có hạng à, còn tùy theo tới bốn hạng. Trên thế gian này có năm loại đại tặc mà người đời chỉ có một mà tùy theo tới bốn. Một là hạng người làm chủ trăm người ngàn người, phá thành phá làng phá xóm, hại người cướp của, đó là một loại giặc. Nhưng mà một loại giặc này nó gồm có ăn cướp thì nó gồm có uy quyền luôn, thì Phật cái gồm lại là người tục gia. Hai, hạng ác tỳ kheo dẫn các tỳ kheo du hành trong nhân gian nói pháp tà mạng. Hạng này là một loại giặc, giặc lớn trong thế gian này. Cho nên mà tôi với Thượng Tọa thường hay ngồi nói nhau, thầy trò hay tâm sự nhau, mình biết trong nội bộ mình trên đời này hiền không ai bằng thầy chùa bà giải, mà thất nhân ác đức nhất thì cũng không ai bằng bà giải thầy chùa. Cái câu đấy là sự thật. Đây có những cái gì đừng có nói, nói gì là đụng tới thầy tôi, đó là sự thật. Cái hạng tỳ kheo du hành trong nhân gian nói pháp tà mạng. Cái chữ tà mạng, chữ tà là sai lầm, chữ mạng là để nuôi, nuôi thân. Thế bây giờ quý vị nhớ là Phật pháp mình nó lệ thuộc cái Hán học. Cho nên này, tỳ kheo nói pháp tà mạng, mà trong cái tà mạng mà cái bài sám hối mà tôi giảng chưa có hết á. Tà mạng ác cầu vô yểm túc, kinh phù tạo tán vị thường đình, truy phàm nhân sự vũ tinh tinh chiên, trì tụng Phật kinh duy không khổ, văn quá sức phi dương kỹ đức, quạnh tai lạc quả yểm thanh. Đó tà mạng nè. Chữ tà mạng từ đâu mà có? Tùy theo tà mạng hay là người đời cũng còn gọi là tà mạng là từ ác cầu, đa cầu. Tà mạng ác cầu vô yểm túc. Vô yểm túc là không bao giờ thấy đủ ha. Đó. Rồi đó một cái tà mạng. Tà mạng thứ hai là văn quá sức phi dương kỹ đức. Văn quá sức phi dương kỹ đức. Dương kỹ đức nè, văn quá sức phi dương kỹ đức, hoặc tai lạc quả. Yểm tha năng. Ồ, hai cái câu này nó hay lắm mà hôm trước tôi đang nói với tôi quên nữa, mà cái gì nhớ nữa thầy nói với tôi quên mất tử. Tà mạng là cái người ác cầu, đa cầu, không biết bao nhiêu cho đủ hết. Hàng tỳ kheo không biết bao nhiêu cho đủ, một chùa muốn không muốn hai chùa. Như hổng tôi nói mà tôi nói vậy thì quý vị không khéo là nó thầy tài, nó ngày ông giảm cứ đem mấy thầy làm quýnh không à. Mà tại vì Phật nói thì bây giờ mình mới phơi tài thôi. Có nhiều người một chùa muốn hai chùa, ba chùa, bốn chùa, rồi bay tiểu bang này, bay tiểu bang kia, rồi cái về khoe Phật tử trời bữa nay thầy bay qua tiểu bang kia thầy làm việc, nay thầy bay tiểu bang nọ. Tôi nói thiệt, bay không là có thời giờ tu, nói thẳng nghe. Cho nên thà một cái chỗ nào đó mình hướng dẫn cho người ta cho ngon lành, sợ nó quý biết bao nhiêu,
nói vậy thì người ta không khéo thì người ta chửi trở lại mình, ta đồ thứ không có cái chùa, không có cái đất cầm dù mà đặt chửi tao đâu. Nhìn thế gian á thì người ta có phước, ta có của cải, có tài sản, có chùa cái này kia, nhưng mà nhìn cái sức thế gian nó không có xi nhê gì với Phật giáo hết trơn. Phải không? Phật vẫn cận vậy thì ngày xưa Phật về hoàng cung, Phật biểu vua các kêu chùa cho Phật đi, rồi Phật làm thầy năm vua năm nước muốn cắt chỗ nào không được, mà Phật không hề cắt ngôi chùa nào. Vậy thì vậy là Phật là vô phần, là vô phước, là hèn mạt, là cái bằng khố rách áo ôm thôi. Còn bây giờ mình nghĩ mình có chùa to Phật tự rồi thiên nạn mà nói đụng chạm nữa, thầy chùa mà đi làm cái chuyện bảo tàng, đi gom hết đồ cổ rồi đi khoe lên đài, khoe tùm lum hết trơn, là nói này nói ta nói mình tự nhiên mình mong mấy ông thầy ra. Và vậy đó, thì đó với cái người trí họ thấy họ khinh bỉ đó. Còn người không biết thì ô mừng quá, thích quá, nhưng mà người trí họ thấy đồ bỏ. Anh làm thì bảo tàng anh đặt cái dạng lấy tường thành không? Cái dạng lấy tường thành biết bao nhiêu xương máu người ta trong đó, mà ngày nay phải được cái gì cho thế giới đây? Được cái tiếng khen, được cái danh quá lịch sử gì đó thôi, nhưng mà anh biết là bao nhiêu sinh mạng người ta trong đó không? Anh làm cái bảo tàng của anh bằng cái kim tự tháp Ai Cập không? Chôn không biết bao nhiêu nấm mồ vô chủ, xương máu, nước mắt trong đó. Cái đợt anh co quát, anh co thung gì bằng mấy đó đâu. Vậy mà biết bao nhiêu thế hệ đã chôn vùi trong đó, biết bao nhiêu cái thánh nhân các đức ở trong đó. Thì theo cho nên người tu hành, các vị là người con Phật thật sự rồi đó. Đừng có thấy cái đó mà vội mà ham mà cúc cung mà tuân hô dạng tế. Mấy ông vua cứ xưng dạng tế mà ông nào sống được 60 tuổi hết trơn trời. Nó tuân hô biết thì chết ngủ của đèo hết trơn trời. Như thế chứ. Đấy là điều là cho nên gì? Cái tà mạng ác cầu vô yểm túc. Cái con người mà có tà mạng là con người đã ác cầu, là đa cầu. Cho nên không bao giờ biết đủ, gọi là vô biển túc. À, cho nên kinh phù trạo tán dĩ thường tình, tri phàm nhân sự vũ tinh chiên. Cái chuyện mà tụng kinh giảng kinh thuyết pháp đó, cái chuyện đó là chuyện của người tu, của ông thầy, mà cuối cùng thầy không làm được gì đó. Mà tri phàm nhân sự vũ tinh chiên, tối ngày đi tri đi lục những cái chuyện của người đời đó, của phàm nhân sự đó, vũ tinh chiên mà siêng năng mà tinh tấn dữ lắm. Tôi nói cho quý vị, đó là tôi nói, cái này là Phật tổ tổ nói chứ không phải tôi nói nha. Tôi dịch lên cho quý vị nghe vậy đó. Nhưng mà có nhiều người không chịu nghe, cứ tưởng là tôi nói vậy là tôi lôi mấy ông thầy ra tôi bắn à. Và họ chửi tôi, họ đi rồi kêu riêu tôi rồi, nó tối ngày ông thầy tài ông giả, chứ là móc câu đem mấy ông thầy ra ông không đặt. Đem hòa thượng này ra, đem hòa thượng kia ra. Rồi ngu mà không chịu mình ngu, cho nên á, ngu giả mang hồ bất tri là vậy đó. Đấy rồi, tri phàm nhân sự vũ tinh chiên, cái chuyện của phàm tục, cái chuyện của nhân sự thì mình siêng năng lắm, vì thấy có nhiều thầy tu á, cái chuyện thế gian giỏi lắm, mà chuyện đạo không biết chuyện trên trời. Chuyện đạo không biết mà chuyện thế gian giỏi lắm, đi móc nối, đi móc lò, đi móc ngoặt, đi làm mai, đi làm mối, đi mua bán, đi rao giảng, đi kinh tế, coi đi giỏi lắm, nhưng mà kinh phù trạo tán hủy thường đình, cái chuyện của mình phò trợ kinh điển thì mình lại sao trạo tán, mình bị phân tán đi, mình không quan trọng tới hủy thường đình, mình cho cái chuyện đó là chuyện thường, nó không phải là chuyện quan trọng. Như vậy thì tôi trở lại người tu là cái người tại sao, cho nên tại sao tôi nói thật cái chuyện phải mà tôi năng bi thượng tọa quyền giác môn hậu, chứ thì cái là tôi thương thượng tọa là chỗ là thượng tọa, nó là việc của người tu, mình là giác trên thế bản.